Thu nhập tăng gấp đôi nhờ có thói quen này. Trong cuộc sống có một quy luật gọi là quy luật tập trung. Tập trung cái gì thì cái đó sẽ mở rộng. Bên trong của bạn thì luôn có hai con người, là con người thành công và con người chưa thành công. Con người thành công thì nó có thức ăn của nó, con người chưa thành công nó cũng có thức ăn riêng của nó. Và nếu như bạn cho đứa nào ăn nhiều hơn, bạn nuôi đứa nào mạnh hơn thì đứa đó sẽ mạnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra, nếu như trong cuộc sống của bạn mà bạn làm gì nó cũng không thành công, bạn đi làm bạn kiếm tiền thì không tạo ra được nhiều tiền, hoặc là bạn làm ra bao nhiêu tiền thì nó đều hết bấy nhiêu. Gia đình của bạn thì không hạnh phúc, bạn muốn nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh, cơ thể không khỏe luôn. Bạn chăm sóc con cái nhưng mà con cái nó cũng không nghe lời, con cái nó cũng không ngoan. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây, tại sao làm gì nó cũng không thành công? Vậy là do cái gì? Có phải là do cái số của mình nó như vậy hay không? Hay là do mình đã không nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình? Vậy thì nếu như bây giờ bạn muốn gia tăng mọi thứ, bạn muốn có một cái kết quả tốt, muốn có thành công hơn, thì điều đầu tiên bạn cần phải làm là tập trung nuôi lại cái con người thành công bên trong của mình. Để mà làm cái gì nó cũng xuất sắc, làm cái gì nó cũng thành công được. Đặc biệt là bạn muốn gia tăng lợi nhuận trong kinh doanh, hoặc là muốn gia tăng thu nhập của mình, thì bạn cần phải tập trung vào cái con người thành công, nuôi dưỡng lại cái con người thành công của mình. Trước đây Yến lại không biết cái điều này, thành ra Yến không nuôi dưỡng nó, nên làm cái gì nó cũng không có thuận lợi, làm cái gì nó cũng không đạt được. Cơ thể thì không khỏe, công việc kinh doanh thì không thuận lợi, không tạo ra được thu nhập, gia đình thì không hạnh phúc. Nếu như bạn cũng đang gặp tình trạng giống như Yến, thì ngay bây giờ bạn phải thay đổi, tập trung nuôi dưỡng cái con người thành công. Và vấn đề đặt ra ở đây là phải nuôi như thế nào đây? Thức ăn của con người thành công chính là gì ạ? Là những tư duy, trí tuệ, những lời khen, những lời chúc phúc, những lời chúc mừng, những lời động viên. Và hôm nay Yến sẽ chia sẻ với bạn một cái thói quen để giúp cho bạn nuôi dưỡng cái con người thành công của mình. Một cái bí quyết mà nó đã giúp Yến trở nên thành công hơn. Yến cũng đã giúp được cho rất rất nhiều những anh chị trong nhóm học tập ứng dụng cái bộ công thức này và trở nên thành công hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Đó là hãy nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của bạn để cho nó phát triển cực kỳ mạnh. Đó chính là ngay bây giờ, ngay lúc này, mỗi ngày bạn phải tìm cho ra 5 cái điều mà bạn đã hoàn thành xuất sắc trong ngày. Bạn ghi nhận thành công, bạn tập trung tìm kiếm thành công. Bạn tìm kiếm thành công thì thành công nó sẽ tới. Nếu bạn tìm kiếm thất bại, bạn tìm kiếm lỗi sai thì lỗi sai nó cứ tới và thất bại nó cứ ùa về. Nếu như bạn tập trung ghi nhận thành công, tập trung vào thành công thì bạn nhìn đâu bạn cũng thấy thành công hết. Gặp ai bạn cũng thấy thành công. Vào Zoom là bạn thấy thành công. Đó là lý do tại sao mà trong tất cả những chương trình của câu lạc bộ Doanh Nhân Kiến Quốc đều có cái phần ăn mừng thành công, là bởi vì muốn giúp cho anh chị nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của anh chị. Nếu như bạn ở cái môi trường nào mà bạn cứ nghe thành công như là ngày hôm nay tiền về bao nhiêu, hôm nay tôi được mời ăn uống miễn phí, hôm nay tôi được tặng quà, hôm nay tôi được tăng lương, vân vân. Cứ như vậy thường xuyên liên tục mỗi ngày thì con người thành công ở bên trong của bạn nó sẽ tích cực lên. Nó sẽ giữ được cái năng lượng, đó chính là năng lượng thành công. Và kết quả là bạn làm cái gì bạn cũng sẽ đạt được thành công tuyệt vời. Đây cũng là một cái bí kíp giúp cho bạn kinh doanh hiệu quả và gia tăng lợi nhuận gấp đôi. Nếu bạn cần tìm môi trường để rèn luyện thói quen tốt, nuôi dưỡng con người thành công bên trong của mình, thì hãy liên hệ với Yến để được nhận mã tham dự chương trình hoàn toàn không mất phí nha.